Đừng xem nếu mà không muốn da mình căng mịn, tức là ấy, phải xem luôn đi. Thứ nhất đó chính là uống trà xanh. Trong trà xanh ấy thì nó có một cái là một cái đặc tính chống viêm, thế nên là nó sẽ giúp hạn chế những cái mẩn đỏ liên quan đến mụn trứng cá. Nên là trong rất là nhiều những cái sản phẩm bôi thoa của những hãng khác nhau thì họ đã có những cái chiết xuất trà xanh để làm dịu da và làm giảm cái nốt viêm do những cái mụn gây nên. Thứ hai, luôn dùng kem dưỡng ẩm, đặc biệt là với những làn da khô. Ở Nhật Bản ấy, thì các cô gái đều cho rằng là cái kem dưỡng da chính là điểm quan trọng nhất trong quá trình skincare, và đây chính là cái bước chăm sóc, đặc biệt là với những bạn nào mà da bị khô nhá thì nhớ phải dùng kem dưỡng ẩm hàng ngày. Thứ ba, đó chính là đừng bao giờ quên kem chống nắng. Thường xuyên bôi kem chống nắng thì sẽ giúp da của chúng ta được bảo vệ trước các tác động rất là xấu của tia UV, tức là ánh nắng mặt trời. Nếu mà muốn da đẹp ấy, da sáng, da bóng, da trắng khỏe, muốn dưỡng gì thì dưỡng, nhớ là phải bôi cho thu kem chống nắng nhé. Và thứ tư, đó chính là bổ sung men vi sinh cho đường ruột và sức khỏe làn da. Đó chính là ăn sữa chua hàng ngày này. Nhưng mà cái cách mà Thu ăn sữa chua ấy, thì Thu sẽ ăn sữa chua không đường, chứ mình không chọn ăn cái sữa chua có đường. Vì đường ấy thì nó sẽ khiến cho các chị em tăng cân, mà nó còn là sát thủ trắng, tức là kẻ thù của làn da và tuổi trẻ của chị em. Thứ năm, đó chính là dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Dùng sữa rửa mặt để làm sạch da, tất nhiên rồi, cái này ai cũng biết. Nhưng mà bên cạnh đó, chọn được cái loại sữa rửa mặt mà hợp với da của mình ấy, cũng rất là khó. Và khi mà chọn được một cái loại phù hợp ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là da rất là ẩm này, căng này, mịn này. Và đây chính là cái loại sữa rửa mặt mà Thu hay dùng. Đó, cái loại sữa rửa mặt này thì nó có cái độ pH nó rất phù hợp với làn da, và bên cạnh đó ấy, thì nó không gây khô da cho mình. Follow kênh TikTok của Thu để biết thêm nhiều bí quyết trẻ đẹp nhá.